Chào các bạn tin nhanh 24/7. Thành phố Hồ Chí Minh, nha khoa làm rên mũi khoan dài 3 cm vào miệng bệnh nhân khi làm răng. Ngày 9 tháng 12, bệnh viện An Bình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã vừa thực hiện nội soi gấp di vật một mũi khoan nhọn dài 3 cm trong dạ dày một bệnh nhân 56 tuổi, ngụ quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong mũi khoan được sử dụng trong lĩnh vực nha khoa. Theo lời kể của bệnh nhân, vào khoảng 11 giờ ngày 8 tháng 12, bà có đi làm răng ở một trung tâm nha khoa. Trong quá trình thực hiện, các bác sĩ đã vô tình làm rơi dụng cụ là một mũi khoan vào trong miệng bà. Một lúc sau, thấy bệnh nhân không có biểu hiện vấn đề gì, bác sĩ nha khoa cho về. Tuy nhiên, chiều ngày 8 tháng 12, bệnh nhân thấy khó nuốt, đau nhiều ở vùng bụng. Sau đó, bệnh nhân đã được người nhà đưa tới bệnh viện An Bình đi khám. Tại đây, bác sĩ nội khoa đã chụp hình X-quang trên ngực và kết quả cho thấy một di vật bằng một vật kim loại ở trong dạ dày bệnh nhân. Lập tức, bệnh nhân đã được đưa đi nội soi cấp cứu. Quá trình nội soi, các bác sĩ thực hiện một mảnh kim loại dài khoảng 3 cm, có một đầu nhọn và một hình răng cưa, được xác định là mũi khoan dùng trong nha khoa. Bác sĩ Nguyễn Ngũ Tiến, phó khoa nội tiết tiêu hóa bệnh viện An Bình cho biết, kỹ thuật nội soi lấy di vật là không khó. Tuy nhiên, di vật nhọn và dày như thế này, trong quá trình lấy ra rất dễ bị đâm vào thực quản, gây áp xe trung thất, dễ gây tử vong cho bệnh nhân. Do đó, bác sĩ phải bọc di vật bằng một dụng cụ riêng và kéo ra ngoài qua đường thực quản. Sau 15 phút, di vật được lấy ra an toàn. Sau khi gấp di vật, bệnh nhân được các bác sĩ cho uống kháng sinh để chống viêm nhiễm dạ dày, đường tiêu hóa. Hiện bệnh nhân đã xuất viện về nhà. Theo bác sĩ Tiến, trong trường hợp này, các bệnh nhân không hiểu phải nên đi khám sớm khi mũi nhọn có thể đâm thủng dạ dày. Mặt khác, di vật có thể vào bên trong ruột non, đâm thủng ruột và hậu quả rất xấu là gây áp xe, viêm phúc mạc, dẫn đến nguy cơ tử vong. Bác sĩ Tiến cũng cảnh báo, những người khi có nuốt một di vật vào đường tiêu hóa cảm thấy đau, tốt nhất là người nhà đưa đến cơ quan để các y tế để điều trị cấp cứu. Càng để lâu, di vật đi sâu vào bên trong qua đường tiêu hóa càng thấy rất khó lấy ra, dễ gây tổn thương cho các bộ phận tiêu hóa. Đặc biệt, không nên dùng cách dân gian là lấy cơm nguội hoặc chuối để cố nuốt di vật. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip tiếp, nhớ like hoặc share và subscribe.